Đây, lão bò của mình đã ra đây, mở nắp ra nha. Đây là tớp pin của lẩu nồi đất. Đây có một đĩa rau, còn một đĩa rau là mình kêu thêm nha. Bò viên kêu thêm nè. À, lẩu bò này chỉ có là một đĩa tớp pin, một đĩa rau dưới này hả? À, tao hỏi kia kêu thêm luôn. Với một đĩa mì. À, chỉ có như đây thôi. Và trong đây có gì? Trong này không có gì hả? Rồi bỏ vô nha. Nè. Ở đây có một cục hay cục xương. Mời mấy bạn nha. À. Cái tàu ok chín rồi nè. Thịt bò mềm, ngon, ngọt, thơm nướng nha. Có bổ không? Cho món lên nướng. Nem nướng đây ăn giống nem nướng Nha Trang á. Chục em 460. Em trừ sẵn rồi. Quá nhìn là 500 sao em trừ 20. 20 à, 480 ngàn. Mình đang đi trên đường ra chỗ đồi sương mù để mình quay nhà lồng cho các bạn xem á. Nhưng mà tới đoạn này mình thấy là chỗ này ten. Đây mình thấy chỗ này là ở Đà Lạt hiện tại đã có đèn xe đèn đỏ nha. Thông tin này mình đọc đã lâu rồi nhưng mà đợt trước của mình đi á thì nó chưa có đèn xe đèn đỏ. Và hiện tại giờ thì mình thấy ở đây có một cái đèn xe đèn đỏ, mình quay cho mấy bạn xem nè. Bây giờ mình sẽ đi thẳng đi ra ngoài, đi thẳng theo hướng này đi ra đồi sương mù để mình quay nhà lồng về đêm cho mấy bạn xem nha. Sau đó mình sẽ quay lại về bên chợ Đà Lạt. À, đi quanh hồ Xuân Hương xem ở đó có gì vui mình sẽ quay cho mấy bạn xem luôn. Các bạn thấy cái vệt màu đỏ đó nó từ từ nó lặn xuống không? Đó là mặt trời nó lặn xuống.
xuống dưới kia, đang đi xuống dưới kia, nhưng mà ở đây mình thấy mặt trời đang lặn xuống, đang đang nó lặn xuống. Kiểu bên kia nó cũng đánh chiều ấy, đi xa. À, thì... ở đằng kia cũng thấy góc này luôn hả? À, bên kia thì nhiều cây hơn, không che. À. Anh là khách du lịch hả? À đúng rồi. À. Hôm nay anh có thấy mưa đá không? Mưa đá hả? Ờ, anh ở đâu? Không. Anh ở chỗ nào mà? À. Anh ơi, chưa từ từ đợi tới nhà, đợi tới nhà. Anh ở chỗ phường 2 á. Chỗ phường 2, chỗ Nguyễn Thị Nghĩa đó. Ủa có mưa đá hả ta? Anh đâu hay đâu, chắc lúc đó anh ngủ rồi quá. Đây nè, mưa đá nè. Thôi cho anh coi, quay coi quá. Trời xíu. Ông mẹ em đi rồi, em phải cố quay, cố chuột. Ồ, tiếc quá ta. Đâu biết đâu. Mưa đá lúc đấy là 12 giờ hơn 10 hay 15 gì đó, tầm đó. Xong mưa đến 12 giờ 30. Đây nè, mưa đá đây nè. Đá ở sân vườn nhà em đó. Đây, hôm tây nhà em đó. Chứ em thấy hôm nay em nghĩ là mưa đá, bởi vì thời tiết bất thường nên là hoàng hôn nó mới đẹp này á. Nhìn thấy đẹp quá. Lúc nãy mới nhìn chút xa xa tưởng đâu là đèn, nhưng mà nhìn kỹ là không phải. Trời ơi. Tụi em đi du lịch hay là ở đây luôn? Em làm bên hôm luôn. Em làm trên đây luôn. Làm đây luôn hả? Quê em ở đâu rồi? Em ở Hải Phòng. Hải Phòng ra đây sao? Anh biết Hải Phòng nhưng mà chưa ra Hải Phòng lần nào. Anh ra miền Bắc bao giờ chưa? Ra Hà Nội ra bao giờ chưa? Ra tới Vĩnh Phúc rồi. À Vĩnh Phúc rồi, thế thì gần rồi. Gần cũng gần rồi. Em đi xe đạp hả? Ừ, em đi xe đạp. Ở đây, trên đây gần đây xa. Trên đường mình đi ra chỗ đồi sương mù thì mình mới vừa quen một cái bạn mới mấy bạn. Bạn ấy rủ mình đi đi tới chỗ của bạn ấy chơi. Đây, các bạn chạy xe đạp. Các bạn chạy xe đạp đằng trước nè. Bây giờ mình sẽ đi qua nhà bạn ấy. Bạn ấy rủ mình đi qua đó để chiên chuối. Ủa không, để làm món chuối, không có gì mình cũng quên rồi. Để xíu nữa mình qua mình quay cho mấy bạn xem nha. Cho em gần đây không? Cho em gần đây không? Có. Đi thêm một cây đó thôi để thôi. À. Trời đạp xe đạp thích nha. Này buổi sáng chạy là đi đạp xe đạp là hết bài luôn á. Giờ mình đánh này nha, nhuyễn xong mày làm sao nè. Đánh như xíu mình đánh. Rồi này mới có mấy cục còn đông đá. Rồi để xíu đó đi em. Nó còn cũng có mất luôn. Cái này lấy cho mình nấu lẩu hả? À, mình làm gì? Quả, bánh tráng. À, cũng chung với cái này hả? Ừ. Rồi này em trồng ở kia luôn hả? Rau này là có hữu cơ nhà chị hàng xóm. Chị ở đây ăn chay. Ăn chay hả? Ừ. Lá này là lá gì ta? Nhìn hay lạ vậy? Anh ăn được chưa? Chưa. Đây nè. Ăn sống vậy luôn được luôn hả? Cái này rau nhà chị cũng trồng hữu cơ mà. Rau này có thể nấu được, không có thể sống. Ừ. Thế rồi chất dinh dưỡng của nó còn hơi là thịt quá. Ăn giống cải, cải cải xanh ha. Nó là một cải. Có mấy cục đông đá rồi. Thôi để đấy đi em, xíu nữa. Chắc đợi xíu nước mềm dễ dễ ra. Đây có người chơi đàn luôn hả? Ừ, nhà em bạn lễ á, bạn chơi đủ lại nhạc cụ, bạn có làm nhạc cụ á. À hay vậy. Các bạn lúc nãy hả hay là bạn đã. Bên? Còn đâu chị bên anh thì cũng chơi nhiều thứ. À. Ở đây mọi người cũng làm nghệ sĩ ca. Trời anh có tập đàn guitar mà tập hoài, tập mấy năm nay mà tập hoài không được. Thank you.
Bắp thì trộn với trộn với tiêu. Xong rồi hành tím thì có thể hành tím, còn không thì em không ăn hành tím. Nhưng mà xưa như này, xưa hết thì bắp ra tí trộn với tiêu. Cuộn. Đây có ăn được không? Đây, làm bắp này em đã làm trước nhỉ? Hả? Ăn thử cái. Cái này hả? Ờ. Em đó một lượt trước nó ngọt hơn. Ừ. Ngon nha. Ừ. Còn thiếu một bát nước chấm ngon. À nữa. Ngọt quá. Ngọt cái bắp á. Ngọt quá. Ừ. Cái này mới ăn lần đầu luôn á. Bếp sao lờ của nhà em á. Rồi thử rồi, thử thêm miếng nữa nè. Ủa Đạt đi mua trái cây hả ta? Chưa đi đâu. Đi vào chỗ đi. Thôi giờ bán điện nữa. Anh gọn này tiếp nha. Dạ. Sao mày còn gì nữa không? Quả gì thôi, xong rồi uống bánh tráng thôi hả? Ừ. Dạ cuốn vô ha, anh cuốn vô. Hôm nay có thể mang ra ngoài cuốn cùng chị. Đây, đây. Đây. Ít thôi. Thôi, thêm xíu. À, đúng là cuốn này ăn nó đỡ ngán hơn cuốn thịt ha. Ừ. Em chỉ cho mỗi tiêu bắp thôi chị ạ. Còn đâu tí mọi người chấm thì mọi người sẽ chấm nước chấm. Để vào đây nha, tí em ra. Đấy, đẹp quá, để em thử nha. Thôi, ít thôi, ít thôi, ít thôi. Đi đây nha. Tầm đó, thôi ít hơn xíu. Trời ơi, nhìn cũng được chứ. Không đẹp được, lắm. Được, đẹp ha. Đẹp đâu. Chơi cuốn một tay hả? Ừ. Phải góc hai bên này đều. Hai bên này cho nó gọn này. Thôi được rồi, các em chị ơi. Lát chi nó nhảy ra. Nè. Trời ơi, em lấy người cuốn một tay ấy. Một tay như vậy là quá đỉnh luôn rồi. Quá đỉnh nhưng mà chưa đẹp. Thử lên lần nữa nè. Này giống bánh tráng phơi xương á, của Tây Ninh ha. Trời, cái thứ hai này hơi bị đỉnh nha. Chết rồi, khét cái thui luôn rồi.
lật mặt đi. Trời ơi. Ngay ngầm kỳ. Không, cái này là tại cái chảo chứ không phải tại anh. À thế à? Ừ. Tại anh không quen với cái chảo. Trời ơi. Làm nước chấm hả? Xì dầu á, nước xì dầu nè. Đổ ra đến tầm này. Cái này đúng không? Đúng rồi, không, xì dầu á, ra bên cạnh. Nước tương hả? Đúng rồi. Đây. Đó, xong rồi cho thêm đường. Cái này. Tiêu, thêm ớt. Như đây được chưa? Như đây được chưa? Đồ đồ ấy anh ạ. Hai chén luôn không? Đấy. Rồi, thêm gì nữa? Thêm ít đường á. Có hộp đường nữa ta. Đường à. Đây à? Không phải, đấy là thịt muối. Ờ, đây muối mà. Đường nữa ta. Còn lại gì đây? Bên muối tiếp. Ủa, có một hộp đường mắt nó màu xanh. Rồi chở cho nó lại chút nữa. Đâu? Đây đường bột đây. Ồ, có đường bột nữa hả? Có muỗng không? Muỗng đũa. Đây. Sao mình mới biết đường bột luôn ta? Ừ? Đường này là bằng mía hả? Đường bột đấy là làm bánh á. Không, làm bằng cái gì á? Bột à? Ờ, họ cũng là làm đường kia luôn nhưng mà xay ra thôi. Gọi là đường bột thì là họ xay ra thôi. Xay nhỏ. Như đây. Ít hơn mình nữa thôi, mỗi cái đấy. Cái này chia hai. Đây. Ừ. Thôi anh xong ném xong rồi xem ớt nữa. Ớt, 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 ớt. Ớt đâu? Thơm quá. Được, được, được. Đắt chín rồi hả? Thêm dầu không ta? Mua đồ em. Ăn thôi. Ủa, không chiên nữa hả? Ừ. Đến giờ ăn rồi. Tất cả dừng lại. Mày em hay quá. Mày em thay. Ủa, em cứ đây là mà hoa để thấy rồi mà. Tốt tiên thì yếu mà mỏ ra. Rồi ngắm trên trời mà sao thấy được bạn mà dắt về ghê trời. Đang ngắm này bạn này nhìn mặt trời vừa lặn xuống xong thấy em bóp về luôn. Trời này sung sướng quá. Ủa, nãy bạn gì nói đi mua trái cây mà sao tự nhiên đi mua rồi ta không rủ mình ta? Bạn lại mang đến. Chứ không phải là. Ồ vậy hả? À. Trời tưởng là đi kiểu kêu đi rủ mà không. Em ơi chồng tuổi chị Vân Anh. Đất cầm mày. Ở một kiếp rồi đó. Ờ. Trời ơi. Người tình kiếp trước. Quá. Kiếp nhiều không biết là kiếp nào. Để nó kia rồi bé. Ôi chút. Để nó kiếm thôi. Mày cái bị bỏ đi cái đấy là hả? Từ Ủa cái này bỏ hả? Ủa rồi. Ừ. Đấy. Dạ. Ngồi đi mọi người, ngồi những quán sáng. Ngồi vào hôm nào. Chị nước rồi bạn. Này chắc hôm nay em mới nhất hả ta? Ờ. Dạ. Còn gì nữa không? Còn gì nữa không? Hiện tại là 10 giờ mấy bạn. Lúc nãy mình định chạy xuống chỗ đồi sương mù quay cảnh nhà lồng cho mấy bạn xem á. Nhưng mà mình mê chơi quá, mình gặp cái bạn mới đó, mình vô nhà bạn đó chơi, bây giờ mình mới về lận. Thôi bây giờ mình quay về chợ Đà Lạt nha. Quay xem có cái gì vui, mình quay cho mấy bạn xem nha.
thấy không? Sau lưng mình sương mù dày đặc luôn. Hiện tại là 11:30 tối các bạn. Bây giờ mình sau khi đi chợ Đà Lạt xong á, giờ mình tranh thủ đi về khách sạn. Thì hôm nay là kết thúc một ngày tại Đà Lạt của mình. Hẹn gặp mấy bạn vào video lần sau nha. Bye bye.